Sáng nay 8 tháng 10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga nhằm thúc đẩy thương mại song phương. Đến tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Borovik Anatoly, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia diễn đàn doanh nghiệp lần này có gần 20 doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị thông tin liên lạc và viễn thông, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ nano, y tế và dược phẩm, môi trường, năng lượng, tự động hóa, công nghiệp ô tô, luyện kim, dầu khí, đến để tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Năm 2013, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Nga đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đặt ra là tăng mức kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 và đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch. Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng khẳng định Liên bang Nga là một trong những thị trường trọng điểm và đầy tiềm năng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 9 năm 2014, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 20 dự án đầu tư của Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 44 triệu đô la Mỹ. Riêng trong lĩnh vực du lịch, Nga hiện là một trong 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng du khách đến thành phố nhiều nhất.